tôi hỏi là cái chuyện gì? Nói. Dạ chú, cái tình hình trong đó đó chú. Sao? Tấn mày nói chú nghe đi Tấn. Mày nói đi. Thôi mày nói đi. Mày nói đi. Mày nói đi. Mày tao. Nói đi. Tao mệt sao thằng bay quá rồi. Đúng rồi hả? Tiếng quá. Để tao này nói. Rồi rồi. Mày nói đi. Rồi rồi nói đi. Tao nói đi. Mày nói đi. Rồi tao nói đi. Rồi mày nói đi. Thôi tao nói đi. Ừ vậy đi. Tao nói mày nói chú nghe đi mà. Mày kể cho chú nghe đi. Thì mày nói cho chú nghe đi. Nói đi. Tao nói mày nói đi mà. Mày nói đi. Thì mày nói đi. Tao nói mày nói. Tao tao nói hàng bay câm lại. Câm này, câm cái miệng này. Ê ê. Hả? Ba cái vụ mà rau tao nghe tao đã mệt rồi nghe. Bây giờ tới thêm cái vụ này nữa hả? Chà. Giỡn mặt với tôi phải không? Phải không? Phải không? Mày nữa. Mày nữa. Mày nữa. Mày nữa. Cái thằng này nó. Hay ha. Đau mà cũng la lên khoảng 8 rồi ha. Có rõ ràng á. Ấy da rồi ha. Một lần nữa tôi hỏi nè. Tại sao tụ tập lại đây? Rồi bàn tán cái chuyện gì? Nói. Dạ. Ở trong đó. Trong đó bà ông giải tụi bay không đi đâu hết mất tiêu rồi. Trong đó cái gì? Dạ nghe. Cái gì mà mình mấy mày hay quá vậy? Gì vậy? Vô trong rồi biết. Dạ vô chi. Trời ơi. Ôi là tức. Anh à, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn vậy? Dù trong cái hoàn cảnh khó khăn nào, dù trong một thời điểm nhất định nào đó mình gặp những gì trắc trở nguy hiểm nhất, lúc nào cũng đòi hỏi sự bình tĩnh. Anh phải bê tê. Anh thật phải bê tê. Bê tê gì? Bê tê là bình tĩnh chứ không phải bê tê là bó tay. Bình tĩnh. Anh, hình như là anh không được khỏe trong người đúng không? Tôi không sao. Thôi, nếu anh cảm giác mà anh bị stress quá, anh em mình đi massage, vô xoa bóp xong hơi thư giãn cho khỏe nha. Nha. Đừng có đánh. Chứ anh làm mà trời đất ơi, cái gì mà lớn rồi mà làm như con nít đi. Bộ rồi dọc tùm lum ra là đập văng tùm lum lá. Mấy đứa nhỏ nó kêu em lì xăm xì xăm, em biết cái chuyện gì vô đi. Đúng, nó nói đúng là trời ơi, lớn già rồi chơi trời ba cái trò giống như chân. Anh nặng tượng hả? Anh nặng tượng. Bây giờ tôi đưa chú ra ngoài. Trong này ngột ngạt quá. Đi. Anh là anh em thương lắm. Thôi lúc này tay chân anh làm ơn đừng đụng em. Bộ không rồi. Nói dòng. Trời đất ơi, dọc phá bộ cái gì hèn chi. Mấy đứa nhỏ nó xì xầm xì xầm. Im đi. Bởi vậy công nhận là chị hay thiệt đó nghe. Chuyện vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa. Chứ sao nữa. Nhưng mà chưa đâu. Đây chỉ mới là bước khởi đầu thôi à. Khởi đầu hả chị? Còn nhiều chiêu hay lắm. Dạ. Chú. Mời chú vô. Dạ chú ạ. À. Mời chú ạ. À. Dạ chú, mời chú ghé nhà hàng ạ. Dạ chú, mời chú vô. Dạ cô chú ạ, mời cô chú ghé nhà hàng ạ. Dạ cô chú, mời chú. Dạ cô mời cô chú ạ. Em chào chị, mời chị ghé nhà hàng ạ. Dạ. Dạ cô chú, mời cô chú ghé nhà hàng ạ. Đi trước đi. Sao vậy? Bột dính tùm lum luôn. Làm không được, anh xuống anh phá chỉ cho hư bộ một tên. Chào chú. Chào chú. À, chào mọi người. Quạch. Gì? Ngoài kia cái gì mà đông quá vậy?
chú đi ra ngoài coi làm sao. Ủa anh, mà kia gì mà đông quá vậy? Chú đi ra ngoài coi làm sao. Mời chú nghe. Dạ, cảm ơn chú. Em chào chị, mời chị ghé nhà hàng. Dạ, mời chị ghé nhà. Dạ. À, thì ra là vậy. Ba cái này á, trời ơi, nó cũ, nó xưa quá trời quá đất rồi. Mà anh, biết đâu chừng mấy cái cũ rít gì á mà làm nên chuyện sao anh? Quan trọng là ở mình thôi. Ý anh là sao? Để ông tập được ngầm. Vậy là có điều anh yên tâm. Em hiểu ý anh rồi. Em sẽ có người làm được chuyện này, bảo đảm được. Vậy thì tôi giao hết cho chú đó nha. Ok. Chán quá. Ê, đừng buồn nghe. Vui lên đi. Tôi đẹp lắm. Tài. Sao buồn quá vậy? Không có gì đâu. Bây giờ bọn đi về đi mai thôi. Ngày hôm nay vui quá. Đúng là vui thiệt. Tao nói mẹ, thằng Sai vụ hôm nay là cho chừa cái tật nha. Dám láo cái với tụi tao. Đó đâu cũng mà tụi mình tập nó. Thôi đi, đi đi về đi em. Đi học. Ok. Công nhận á, cuốn truyện này hay thiệt. Đọc hoài mà cũng không thấy chán nữa. À, hay là trong lúc mà chạy đi chút tới đón á thì mình ngồi đi đọc cho hết cuốn truyện luôn nha. Nha 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 nha. Ủa? Sao lại biên tập ở đây ta? Trời ơi, viết chữ gì mà xấu quá, y chang là con bò vậy đó. Lâm Gia Tài. Lâm Gia Tài, cái tên này mình nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Mà thôi, để nên lên phòng cho thầy giám thị mới được. Gì đó vậy? Lại đụng ông nữa. Tránh gài ông khác coi. Con trai gì mà vô duyên á vậy? Không biết ga lăng gì hết trơn á. Ga lăng ga lộn gì đây? Ê, muốn tập. Tập gì? Muốn tập mấy người đang cầm trên tay đó. Nãy hả? Còn giải bộ nữa. Bây giờ tôi mới biết ai là người đã tập tôi. Ê, không có ăn nói bậy bạ nha. Bắt gặp quả tay như vậy rồi còn chối nữa hả? Chối cái gì mà chối? Đừng có làm ơn bắt quán nha. Làm ơn gì làm ơn? À, Lâm Gia Tài là tập của mấy người phôn. Muốn lấy phôn thì đi lên phòng giám thị mà lấy nha. Yeah. Ê, vừa ăn cướp vừa la làng hả?
Ơi rồi chiều nay mày có tính đi học không? Có chứ, không học có bị điện sao? Ờ đúng rồi. Ờ tao nghe nói có cái game mới á, mình đi học giùm ghé bà năm mình chơi game luôn đi. Chiều nay cũng được. Tức là cái gì vậy? Thôi học khác đi. Thiên đâu? Chú đến đây làm chi vậy? Thì chú đón mày không được à? Trời, hôm nay chắc bão lớn quá. Bão gió cái gì? Chú thương mày, chú đi đón mày không được hả? Quen bỏ tay chú luôn á. Bỏ tay gì vậy? Ta phải gì biết mà cái gì nhớ không? Có chuyện này vui lắm. Ủa chuyện gì chú? Mẹ đi. Mẹ đẹp ta đang để ý chú. Sao xin chú ý chú? Mẹ lấy chú. Chào mấy con. Chú mày ngon lắm luôn. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp trai trong phim đó chú. Đẹp trai trong phim đó. Cái kiến chú cũng đẹp nữa. Dạ, con cảm ơn chú Minh Chí. Cảm ơn chú Minh Chí. Cửa gì mày? Đâu đau. Dí lục súng, đây ta cao. Dí xấu thì ta đẹp trai gì đâu ra bên dí. Sao thế? Cưới vậy kìa. Cái này nha. Ủa? Ủa chú Minh Chí là bán ơn. Trời ơi là trời. Anh hai thấy không? Em nói là chỉ có thằng Tài mới làm được chuyện này chứ không ai làm được hết á. Chú hay lắm. Nhưng mà mấy bộ đồ này chú kiếm đâu ra vậy? Cái này là phục trang của bên phim mà để người ta quay quảng cáo á. Em lấy cho nó mặc. Vừa quá mát, ha. Mát con vừa mà. Thôi đi đi, đi đi. Mày ăn hiếp ít, ý mà anh ăn hiếp yếu.
ỉ người lớn hiếp nít hả? Hiếp nào mày? Anh hiếp nào mày? Ê, qua nhà hàng tao mày dịch. Anh em đâu? Anh em đâu? Cái này người ta gọi là tâm trạng khi yêu nè. Tội nghiệp bạn tôi, yêu người ta mà cũng không biết cách làm sao để tỏ tình. Cái thằng học hành thì giỏi, còn trong tình yêu thì mù tịt. Hai mày làm gì vậy? Xong chưa chú? Xong chưa? Rồi, xong rồi, thì mình đi thôi. Chắc là con Thảo với con Thùy đó đang đợi mình ở ngoài đó đó. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Dạ, cô cho tụi em trả sách. Thôi em để nó đi. Dạ. Cặp sách của hai em đi. Cảm ơn dạ, cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, em chào cô ạ. Chào cô. Chắc là hai bỏ muối rồi chứ gì. Ăn kẹo. Alo, Trúc nghe nè. Alo, Thảo nè, hai người tới chưa? Trời ơi, lại xài xin khuyến mãi nữa nè. Chứ gọi tới không biết ai hết trơn. Mới từ thương miệng Rang nè. Để chừng nào hai người mới tới? Sắp tới rồi nè. Hai người mai tới rồi hay sao vậy? Làm gì có, sắp tới rồi. Ủa, ta đã mua vé chưa? Mua rồi, nhanh nhanh đi, phim sắp chiếu rồi đó. Thế vậy cho tụi tôi đi nha, tụi tôi sẽ cố gắng hết sức nha. Hẹn gặp ở đạp nha, bye bye nha. Thôi, mình đi tới đó luôn đi, không thôi hai bà lại cầu nhau nữa đó. Đi đi. Ê mày, nó chơi vậy có sợ bị quá sức không? Chút nữa xỉu á, mà mệt lắm á. Bọn mày không nghe mấy bác sĩ nói hả? Nói cái gì? Thì mấy ông nói người bệnh ra mồ hôi nhiều mới tốt cho sức khỏe, vậy mới mau hết bệnh. Nhưng cái đó dành cho người bị cảm sốt, còn thằng này á nó bị thất tình. Tao lộn, thất tình. Ừ. Bệnh nào thì cũng như nhau thôi, càng ra mồ hôi nhiều á thì càng mệt, mà hả mệt á thì ngủ giấc, ngày mai dậy á là tỉnh liền. Nói chuyện kiểu lâm băm như mày, tao thôi. Thằng, ê ê, nhìn kìa. Bết bết mà dậy gái. Cái thằng, ý tao nói là con Trúc của thằng Thiên kìa. Châu, thì nhìn kỹ đi mà biết. À,
tao có cách này á để gỡ cái tơ đồng cho Thiên. Sao? Muốn cái gì? Mình không muốn gì hết. À, có. Cũng được đó. Mà có chuyện gì nói lẹ đi. Tụi này bận lắm. À, mình chỉ muốn hỏi hai bạn một câu thôi. Một câu thôi. Gì vậy mày? Xin giới thiệu hai bạn. Đây là Đoàn Thế Trung. Chào, chào hai bạn. Làm gì nữa đây? Được biết hai bạn là những cô gái xinh đẹp và tài năng của trường, nên Trung đây muốn làm quen hai bạn. Cái vế đầu á nghe cũng được đó, nhưng mà còn cái vế thứ hai chắc phải suy nghĩ lại. Hai bạn cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé, là hai bạn đã có người yêu chưa? Làm gì mà giống như điều tra vậy, hỏi kỹ vậy? Thì trước tiên muốn quen một ai đó, chúng ta cần phải biết một phần về họ chứ. Người ta có câu nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái bài này nghe quen quá ha. Vậy hai bạn đã có người yêu chưa? Làm gì có. Gần 20 cái xuân xanh rồi mà chú có một lần hẹn hò chiều thứ bảy đó. Con lại nghe. Thôi, mình đi thôi. Ờ. Có gì nói nữa không? Tụi này đi đó. Được rồi. Mời. Thằng quỷ. Chào ai? Đi. Thằng quỷ, nắm tao. Hai mày làm gì vậy? Tránh ra coi. Đừng muốn chết nha. Cái chuyện gì hả? Nói tao nghe coi. Mời tụi mày bắt nó tao về. Mày giờ là hối hận nữa nha mày. Có chuyện gì vậy? Tao với Trung là có chuyện gì? Mày nói có chuyện. Chuyện gì vậy? Mày nói cho nó nghe đi Toàn. Cứ út út mở ngoài đi. Nè, dẫn cái lỗ ta lên mà nghe kỹ nè bạn Hiền. Người tình trong mộng mày vẫn chưa có người yêu. Người tình trong mộng mày vẫn chưa có người yêu. Ừ. Là sao? Thì tức quá. Là sao? Tao nói là con Trúc, qua khoa của trường mình nó chưa có người yêu. Chưa có ai yêu đó hết á. Trúc hả? Ừ. Trúc là ai vậy? Trời ơi, thì tao nói vậy mà nó không có hiểu. Là ai? Thì là người mày thương chứ ai. Thiệt không? Ê, mày nói cho tao biết đi, có phải Trúc của tao chưa có người yêu không, đúng không Toàn? Nói cho tao biết đi Toàn. Toàn, thả ra coi. Thì nói chứ ai. Dạ. Dạ còn chị đợi chút xíu, em sẽ sắp xếp anh chị. Dạ mời chị vô. Anh Tùng sắp xếp anh chị ngồi vô bàn số 4 nè. Rồi. Dạ, để tao biết. Dạ còn chị, dạ mời chị vô. Dạ còn chị, dạ. Cô mấy còn? Dạ, nó quán chào anh khách à. Rồi. Anh Tùng ơi, sắp chị đi vô bàn số 6 luôn nè anh Tùng. Rồi. Rồi. Đây nè, có tiền mà số 4 này con. Đây con.
Nè 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 con, cầm tiền vô thối cho người ta rồi mày bỏ mày chạy đâu vậy? Đồng ba chú ơi. Ồ đây. Thôi con, thôi con. Rồi. Thôi đâu đây, đây đây. Chú hay thiệt đó nha. Dạ. Ồ, anh quá khen, quá khen, quá khen. À, công nhận là cái ý tưởng của chú thú vị thiệt đó chứ. Thực ra mà nói thì em chỉ góp một cái công nhỏ xíu trong cái sự thành công to lớn của quán chúng ta mà thôi. Tốt, khiêm nhường vậy là tốt đó. Mẹ anh nhìn bên đó coi, anh thấy không? Thấy không? Bây giờ là bên đó là phải biết sợ thôi. Nói thiệt anh á, trời ơi, mới lú đầu ra đã bị dập tắt liền, không sợ mới lạ, đúng không? Bây giờ cái này tôi thấy quá rồi, bớt là có khách đông lắm, kỳ lắm mấy chứ. Mà phải công nhận. Sao? Em công nhận là thằng Tài nó lanh trí thiệt anh ơi. Tự nhiên thấy nó hú một cái nguyên một đám lô la đâu nhau ra. Mà phải nói nha, thằng Tài con anh á. Sao? Nếu mà xét về cái góc độ mà đối ngoại á, nó rất tốt. Còn về đối nội thì sao? Nó hơi yếu ạ. Không sao. Ba. Chú. Gãi. Gì vậy con? Gãi con cái lưng. Ơi, nó kêu gãi phải kêu wow đâu. Bị cái gì? Con ngứa quá vậy. Hình như tại bộ đồ của chú á. Nè. Thôi nghe ông nha. Nha. Đổ chè, đổ rượu, người ta không sợ, người ta sợ nhất là cái đổ thừa nghe không? Ông ở dơ. Con, 3-4 ngày ông mới tắm một lần, cho nên ông ủ ba cái đó trong đó rồi á, nó thành nấm, nó thành lát rồi, bây giờ ông đổ thừa cho người ta. Đâu phải đâu, mấy lần trước con ở dơ tới tuần luôn, cũng đâu có bị ngứa đâu. Tại lần này mặc bộ đồ chú vô á. Mày đồ tao gì? Nói bị đó bà đó thằng. Nè. Mấy cái bộ đồ đó chú lấy đâu ra vậy? Bộ đồ đó hả? Ừ. Thì em mượn bên phục trang của phim. Mình nói người ta bao lâu giặt một lần? Để em nhớ coi. Hình như là không có giặt. Hả? Trời ơi, không có đoạn phim nào mà giặt phục trang đâu. Để vậy quay luôn á. Trời, sao chú không nói sớm? Nói sớm mày không mặc sao? Ngủ đây. Trời chú ơi, chết con rồi. Thôi mà, cái gì cũng phải có cái giá của nó hết. Con thành công đâu thì phải hy sinh. Khoai lang còn có giá, có hụt chứ con. Bỏ tài chú luôn. Nè, ráng chịu hứa đi, rồi có thưởng. Lần này thưởng ít, lần sau thành công lớn hơn, thưởng lớn hơn nữa. Hai ba. Chứ sao? Đúng như vậy. Con hết ngứa luôn rồi. Tức thiệt luôn á. Vậy á mình cũng bị bên đó chơi cho một vố. Còn ba cái ông á nữa, thanh niên người lớn gì đâu, có mấy đứa con nít cũng giải quyết không xong. Uổng công anh bỏ tiền ra mướn mà. Chuyện này cũng đâu có lớn lắm đâu. Trời đất, chuyện vậy mà chị nói không lớn á hả? Thôi đi, cô đó nha, chuyện nhỏ xé ra to không à. Ý chị vậy là sao? Thì đó, thuyền một thì vẫn còn ba phân đinh. Chuyện này không thành á, thì chúng ta có chuyện khác. Cô phải nhìn sâu vào vấn đề mới được. À, thì đó vậy. Không có gì là tuyệt đối hết. Được mất thường đi đôi với nhau. Quan trọng là chúng ta phải biết kiểm soát tình hình thực tế mới được. Em nói chị nói đúng á. Cứ để cho họ lên mây một lần đi. Sau đó chúng ta sẽ kéo họ xuống mấy hồi. Đơn giản mà. Hết ngứa chưa? Hết ngứa chưa? Hết ngứa mà gãi hoài hả mày? Sao cái gì đó còn vậy con? Con em. Rất là nhạc phí.
còn cái nội dung phim nó cũng hay nữa. Trời ơi, chúng ta khổ mấy chị đó. Mấy chị đó hai vừa đẹp vừa diễn hay mà con còn muốn khóc luôn á. Mà đi coi phim giải trí á mà cứ coi khóc lóc ỉ ôi vậy. Tôi thích nhất là cái cảnh hài á, vui dễ sợ luôn. Thôi thôi thôi, bàn nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ quyết định đi đâu đây. Đi ăn kem. Trời, cái bà này lúc nào cũng ăn kem hết á. Ăn kem mắc lắm, mấy chục ngàn một ly rồi. Mà chắc gì ngon. Tôi biết có cái này rất là ngon nè. Gì vậy? Gì? Kẹo sugar. Nhưng mà cái này mình ăn hoài mà. Ăn hoài nhưng mà đâu có ngán đâu. Thôi, nào, bây giờ mình ăn kẹo rồi đúng không? Bây giờ mấy người phải mất tiền đâu. Tôi nghĩ là bây giờ mình sẽ đãi mấy người ăn. Đó, ăn dầu. Trời ơi, ngày hôm qua ăn rồi mà ăn hoài. Dâu không ngon chứ bộ, tôi thích ăn cái đó lắm. Thôi, bây giờ vậy đi. Hai bà quyết định đi. Mình sẽ đi ăn cái gì đây? Ăn kem. Dạ, mua, ăn kem. Ăn kem. Dâu ăn kem. Hai cái bà này, lúc nào cũng như vậy hết á. Bây giờ hả? 9 giờ rưỡi, chết rồi. Sao vậy? Trời ơi, Trúc hối với mẹ là 9 giờ, Trúc phải có mặt ở nhà rồi, giờ sao vậy? Chết rồi, giờ 9 giờ. Trời ơi, còn tính sao gì nữa, kem cái gì, dâu cái gì. Đi về lẹ đi, không mẹ la bây giờ. Nhanh lên. Căn nào ta? Cái này đi, cái này đi. Tao coi thử. Mặc cái đầm hồng, quấn cái khăn hồng. Ôi, tên nó cũng thiếu thiếu gì á. Nhìn không có gợi cảm gì hết à. Giờ sao đây? À, mình cứ qua hỏi một chút là được chứ gì. Định nghĩa đường tròn lượng giác là một đường tròn đơn vị có bán kính bằng 1. Trên đó có một điểm A gọi là điểm gốc. Ủa Trinh, thấy Trúc đâu không con? Chị Trúc hay gì? Ừ, chị đang kiếm nó nè. Dạ, con cũng không biết nữa. Ờ Trinh, con thấy cái đầm này nè. Dạ. Ủa, con đang học bài hả? Dạ. Ờ vậy thôi con học tiếp đi, vậy xuống dưới lầu gì tìm chút. Chắc là chị mình là đi chơi về trễ nữa rồi.
uống chút đâu người ta. Sao không thấy ai hết gì cả? Chắc cái đàn ở dưới bếp. Ý, trời ơi, thơm quá à. Trời ơi, chị nấu gì thơm vậy? Chà, cô cũng đánh hơi hay thiệt các nghe. Chị này, làm cho em là chó vậy đó đánh hơi. Em còn thính hơn chó nữa. Ôi trời đất ơi. Chị làm gì thơm vậy? Ôi, trời ơi, bánh pizza. Đúng vậy. Ôi, nhìn hấp dẫn quá, mới nhìn tôi đã thèm rồi. Cái gì vậy? Chưa có cắt gì hết. Hàm ăn, hàm uống à. Tại nó ngon quá chú bộ. Ủa, mà sao tự nhiên nay chị làm bánh pizza vậy? Thì cũ nhưng mà mới. Là sao? Oh, trời ơi, đây nè, nghe tôi giải thích đi, ra kia ngồi đi. Cái loại bánh pizza này á, có làm cái gì vậy? Nè, cái loại bánh pizza này á, đối với người nước ngoài á, thì nó cũ rồi đúng không? Nó thân thuộc quá rồi, nó thân quen quá rồi. Nhưng mà với người Việt Nam á, thì nó hoàn toàn mới. Bởi vậy á, chị mới làm món mới để tạo sự mới lạ với thực khách đúng không? Đúng rồi. Vậy là hay quá rồi. Mình vừa có đùi gà quay nè, xà lách trộn nè, bây giờ lại thêm món bánh pizza nữa. Bên kia thu mình là cái chắc. Khoan, từ từ đi. Bây giờ chưa phải là thời điểm mình nói câu này, hiểu không? Dạ. Ủa, mang này đi đâu đây? Chị nói cái đầm này hả? Chị nhắc em mới nhớ đó. Em tính đem hỏi một chút để em mặc cái này nó có hợp không? À, vậy đó hả? Dạ. Ủa, vậy sao không đi tìm nó đi? Ngồi đây chi vậy? Em đợi. Đợi gì? Bánh pizza này nè, thèm quá. Chị cho em ăn thôi. Tình cô luôn á. Lớn rồi mà như con nít vậy đó à. Chơi xin miếng đi. Em mà nít gì, em sắp thành bà lão rồi nè. Trời, đúng rồi. Cô á, là lão bà luôn rồi đó. Không chịu đâu. Gì mà già giống lão bà dữ dọt. Nè, ăn thử coi sao nha. Dạ. Cho biết ý kiến đó. Chơi miếng. Cảm ơn chị. Ăn bóc luôn. Rồi nóng. Biết liền mà, ham ăn ham uống à. Kệ đó em thích gì á. Cái gì á nó có khó khăn nó mới thú vị. Chứ dễ dàng quá chán lắm. Sao? Được không? Được không hả? Thế sao? Chết rồi, không được. Gì vậy? Không ăn được hả? Khó ăn quá hả? Ngon quá, ngon không cưỡng nổi. Chị ơi, chút nữa cho em thêm miếng nữa nha. Trời ơi, để cho người khác ăn nữa. Thôi nha, làm tôi hết hồn á. Ngon lắm chị ơi, ngon tuyệt luôn á. Không tin chị ăn thử miếng đi. Để tôi ăn thử coi sao. Vừa ăn ghê luôn vậy đó. Thử đi chị. Chị. Hả? Em nghe nói bánh pizza nè, nó có liên quan tới con chim chích chòe đúng không chị? Trời đất ơi. Nè, sao bữa nay thông minh đột xuất vậy? Chị đừng có xem thường em nha. Ê, mới đâu phải là ếch ngồi đáy giếng đâu chứ. Đúng rồi. Cô đâu thể nào làm ếch được. Cô làm ngựa. Chị nói vậy là sao? Chứ gì nữa? Điệu chảy nước luôn vậy đó à. Ổng à, ổng nghèo. Khác gì con ngựa. Em không phải là ngựa, mà em mới là một con chim công xinh đẹp. Thôi, ghê quá đi, bỏ xuống. Đằng quá. Ủa mà chị, sao mà nó có liên quan tới con chim chích chòe, chị nói em nghe đi. Đúng rồi. Cái vụ này là tôi phải giải thích cho cô biết đây nè. Thực ra trước khi ăn một món nào đó, mình phải tìm hiểu nó thật kỹ đúng không? Đúng rồi. Cho nên á, tôi sẽ giải thích cho cô biết như thế nào, tại sao mà người ta lại đặt tên cái bánh này là bánh pizza. Tôi sẽ giải thích cho cô biết. Trước tiên á, là chúng ta nói về cái ý nghĩa của cái từ pizza. Trong cái từ pizza nó có cái từ pie, đúng không? Mà từ pie đây không phải là người ta gọi tên những cái miếng bánh như là người Anh người ta đang gọi đâu. Mà cái từ pie đây có liên quan đến từ maji, có nghĩa là con chim chích chòe. Mà cái người La Mã ngày xưa, người ta gọi con chim chích chòe có cái tên là pica. Như vậy là chúng ta có cái từ pie và từ pica, thì chúng ta sẽ đọc tên là pizza. Đó là cái tên bánh mà chúng ta gọi từ trước đến giờ đó, cô hiểu không? Có hiểu mà. Bây giờ tôi phải giải thích như thế nào cho cô dễ hiểu ta. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè.
Bây giờ á là cô cứ tưởng tượng đi, những cái loài chim chích chòe đó, nó sẽ bay đi bay về những cái tổ của nó, và nó mang về tổ của nó những cái đồ ăn, rất là nhiều đồ ăn, đúng không? À, hiểu rồi. Đó là giống như một cái tổ chim, đúng, trong đó có nhiều đồ ăn, đúng không? Đó đó đó, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cô hay quá. Bây giờ gì nè, đó đó đó, cô nhìn coi đó nè, nhìn đi đó, nó giống cái gì, nó giống cái gì? Cái bánh. Không phải. Giống cái gì, nhìn lại coi, giống cái gì, giống cái gì, giống cái gì? Trời, từ nãy giờ tôi nói cái tổ chim giống cái gì? Tổ chim. Đúng rồi, cái tổ chim, trong tổ chim có gì, có gì? Đồ ăn. Đúng rồi, đây nè, cô nhìn đi. Cái chiếc bánh này nó hình tròn đúng không? Nó y chang như tổ chim, đúng không? Mà trong tổ chim có rất nhiều đồ ăn. Đây nè, đó, đó, cô nhìn xem. Có rất nhiều loại bột, rất nhiều loại rau, củ, quả, và có rất nhiều loại thịt ở trong này. Đúng không? Đúng không? Chính vì vậy mà người ta lấy cái bánh này là tên pizza có liên quan đến cái loài chim đó, hiểu không? Là chim chích chòe đó, hiểu không? Từ nãy giờ mình nói đó, hiểu không? Chị ơi, em xin lỗi chị. Chị càng nói em càng rối, không hiểu gì hết trơn à.